Bà Hàn Ni đang bị tạm giam, có quyền khiếu nại tố cáo hay không? Bà công an phường bị đối tượng nghiện ma túy gây thương tích. Đi tuần tra trên sông ban đêm, một thiếu tá gặp nạn mất tích. Em ruột sát hại anh trai do mâu thuẫn hát karaoke ồn ào. Mở phiên xét xử sơ thẩm đối với diễn viên Trần Hữu Tín. Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe về đời sống. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin liên quan tới vụ việc bà Đặng Thị Hàn đi tố giác ông Huỳnh Uy Dũng giúp sức cho vợ mình là bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam. Được biết bà Hà đi gửi đơn tố cáo khi đang bị tạm giữ trong trại. Vậy nên có nhiều người thắc mắc liệu người đang bị tạm giam có quyền khiếu nại không? Liên quan tới vấn đề này, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Như chúng tôi đã đưa tin Mới đây, phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của bà Đặng Thị Hàn Ni đang bị tạm giam cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh về việc tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng có hành vi giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội. Bà Hàn Ni tố cáo qua những lần bà Hằng livestream chửi bới, vu khống, xúc phạm mình có sự giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần văn hóa Đại Nam, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng. Từ sự việc trên, nhiều người đặt ra câu hỏi, theo quy định hiện nay, người đang bị tạm giam, tạm giữ có những quyền gì? Liên quan đến vụ việc trong bài viết, từ chuyện bà Hàn Ni, người bị tạm giam có quyền khiếu nại tố cáo ra sao? Đăng tải trên báo Pháp luật Online, luật sư Đỗ Thanh Trung, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quy định tại điều 9 Luật thi hành tạm giữ tạm giam. Theo đó, người bị tạm giam có các quyền như được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, được thực hiện quyền bầu cử, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định, được gặp thân nhân, người bảo chữa, tiếp xúc lãnh sự, được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Khoản 3 điều 19 của luật này cũng quy định người bị tạm giam chỉ bị hạn chế quyền đi lại, giao dịch, tiếp xúc, thông tin, liên lạc, tuyên truyền tín ngưỡng, tôn giáo. Trường hợp cần thiết thực hiện giao dịch dân sự thì phải thông qua người đại diện hợp pháp và được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án. Ngoài ra theo khoản 1, điều 30 Hiến pháp 2013, mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Như vậy có thể thấy, người đang bị tạm giam, cụ thể là bà Hàn Ni, có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Các hành vi vi phạm pháp luật ở đây có thể là hành vi của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng của cá nhân tổ chức khác xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cuộc chiến không súng đạn giữa bà Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni cuối cùng sẽ đi về đâu? Hai cá nhân này sẽ phải đối diện với hình phạt nào? Hãy cùng chờ đợi quyết định từ phía các cơ quan chức năng. Mới đây tại quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng, ba cán bộ chiến sĩ khi đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị đối tượng dùng vật nhọn gây thương tích phải đi bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của ba chiến sĩ ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 27 tháng 4, Trung tá Trần Văn Thành, trưởng công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, công an phường Thọ Quang đang có kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình về các đối tượng nghiện ma túy. Khi đến kiểm tra nhà đối tượng Phan Văn Tài, 27 tuổi, thì bất ngờ Tài dùng dao dọc giấy trên bàn để ngăn cản việc kiểm tra. Ba cán bộ chiến sĩ công an phường tiếp cận, khống chế, thì bị Tài dùng dao cô tay chống trả khiến cả ba bị thương. Công an phường Thọ Quang đã đưa ba cán bộ chiến sĩ đến bệnh viện điều trị vết thương hiện sức khỏe cả ba cán bộ chiến sĩ đã ổn định trung tá thành cho biết thêm tài là đối tượng trong diện theo dõi vì có hành vi buôn bán sử dụng ma túy công an phường nhiều lần gửi giấy mời lên cơ quan công an làm việc nhưng đối tượng này không đến nắm được thông tin phan văn tài đang có mặt ở nhà nên lực lượng tới nhà mời về cơ quan công an làm việc và bất ngờ bị người này tấn công sau sự việc trên đối tượng phan văn tài khó tránh khỏi hình phạt nghiêm khắc của pháp luật Bên cạnh đó, một lần nữa vụ việc là lời nhắc nhở với lực lượng thi hành công vụ. Đối với các đối tượng cộm cán, nguy hiểm như vậy, cần có những biện pháp phù hợp, linh hoạt nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Cũng liên quan tới tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ, mới đây một thiếu tá đang đi tuần tra trên sông vào ban đêm đã không may gặp sự cố, rơi xuống sông rồi mất tích. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 4, thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện, cùng trung úy Đỗ Hoàng Quyết đi tuần tra bằng phương tiện thủy để chống nạn khai thác cá tôm bằng điện tại địa phương. Đến hơn 1 giờ ngày 27 tháng 4, vỏ máy tuần tra gặp sự cố, làm hai chiến sĩ công an gặp nạn trên sông. Trung úy Đỗ Hoàng Quyết đã được người dân cứu giúp kịp thời, còn thiếu tá Nguyễn Chí Nguyên mất tích. Ngày 27 tháng 4, ông Võ Văn Triệu, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng địa phương và người dân trên địa bàn khẩn trương tổ chức tìm kiếm thiếu tá Nguyễn Trí Nguyện, phó công an xã này do bị tai nạn lúc đi tuần tra trên sông. Ông Triệu cho hay, hiện tại chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phối hợp cùng lực lượng chức năng, cùng người dân triển khai phương án tìm kiếm thiếu tá Nguyện, đồng thời động viên ổn định tâm lý gia đình thiếu tá Nguyện, còn Trung úy quyết sức khỏe đã ổn định. Được biết, thời gian qua, tại xã Đông Thới xuất hiện nạn đánh bắt cá tôm dưới sông bằng điện. Từ đó, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các lực lượng xử lý để bảo vệ nguồn lợi cá tôm dưới sông. Tuy nhiên, sự cố vừa rồi là điều không ai mong muốn. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin liên quan trong các video sau. Thời gian qua đã có không ít những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Mới đây, một vụ án mạng như thế lại diễn ra ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Chỉ vì mở loa hát karaoke ồn ào mà anh em ruột trong nhà tương tàn sát hại lẫn nhau không thương tiếc. Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn Hiến, 38 tuổi, ngụ tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, tổ chức nhậu cùng bạn bên hông nhà và mở loa hát karaoke phát nhạc quá lớn. Thay thế, người em ruột là Nguyễn Văn Huy yêu cầu anh trai mở loa nhỏ lại. Sau trầu nhậu, anh Hiến vào nhà la lối vì lời nhắc nhở trước đó của Huy. Cả hai không kiềm chế dẫn đến xô xát. Huy đã dùng kéo khiến anh Hiến trọng thương. Anh Hiến chạy ra trước sân nhà thì cục xuống tử vong. Ngay trong đêm, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận đã có mặt để điều tra, đồng thời bắt giữ Huy về trụ sở xử lý. Đến dạng sáng ngày 27 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng trên địa bàn. Thưa quý vị, sau gần một năm mất tạm giam thì mới đây, tòa án nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm diễn viên Hữu Tín, quán quân cười xuyên Việt vào sáng ngày 28 tháng 4. Theo đó, nam diễn viên Hữu Tín và bị can Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1990, làm nghề chỉnh nhạc DJ sẽ bị đưa ra xét xử về tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 28 tháng 4, tòa án nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị can Trần Hữu Tín, 36 tuổi, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2, điều 255, Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Liên quan vụ án, Nguyễn Hoàng Phi, 33 tuổi, ngoài việc bị truy tố với vai trò đồng phạm của Tín, còn bị cáo buộc thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Trần Hữu Tín có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Hoàng Phi và cho Phi cùng sống chung căn hộ tại chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tín, Phi cùng chia nhau thanh toán tiền nhà. Giữa tháng 5 năm 2022, Nguyễn Hoàng Phi cùng một số người bạn đi hát karaoke trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, một người đàn ông tên là Andy, không rõ lai lịch, đã bỏ ma túy ra cho mọi người trong phòng cùng sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư ma túy tổng hợp và thuốc lắc nên đem về phòng ngủ. Phi cất giấu ma túy không ai biết. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2022, Hữu Tín cùng một số người bạn đi ăn nhậu rồi kéo về căn hộ ở trung cư Giai Việt. Vào phòng của Phi, nam diễn viên thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy ra cho bạn bè cùng sử dụng. Hôm đó, Tín cắn và nuốt nửa viên thuốc lắc. Sau khi sử dụng ma túy, Tín đi ngủ. Khi Phi về đến nhà, biết Tín và bạn sử dụng ma túy nên Phi chỉnh nhạc cho hưng phấn và đưa ma túy cho một người khác sử dụng. Đến 9 giờ cùng ngày, công an quận 8 đã ập vào căn hộ, thu giữ đĩa sành có gói ni lông có 11 viên ma túy và các tăng vật khác như thẻ nhựa, tờ tiền cuộn tròn, máy tính, dàn máy đi dây, loa, đèn màu. Kết quả xét nghiệm cho thấy Hữu Tín cùng hai người khác dương tính với chất ma túy. Theo đó, Nguyễn Hoàng Phi bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại điểm N khoản 2, điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm B, C khoản 2, điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 hành vi của Trần Hữu Tín bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm B, C, khoản 2, điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015, không hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Có thể nói, hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự trị an, cần phải xử lý nghiêm minh để làm gương và răn đe cho toàn xã hội. Trong phiên tòa tới đây, diễn viên Hữu Tín sẽ phải nhận mức hình phạt nào? Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Thưa quý vị, sau khi tăng vọt lên mức kỷ lục, giá vé máy bay đến các điểm hot trong nước dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 bất ngờ hạ nhiệt, có trạng giảm đến 50% so với tuần trước, khiến cho nhiều hành khách mua vé máy bay sớm có giá cao, cảm giác như mình bị mắc bẫy. Trước nhiều bức xúc của người dân về việc giá vé máy bay hạ nhiệt ngay trước kỳ nghỉ lễ, mới đây, Cục Hàng không đã lên tiếng giải thích về nguyên nhân này. Thông tin về tình hình đặt chỗ, bán vé dịp cao điểm lễ dỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo số liệu báo cáo cập nhật đến ngày 25 tháng 4 của các hãng hàng không Việt Nam, đối với các đường bay xuất phát từ Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 đi các điểm du lịch như Đồng Hới, Buôn Ma Thuật, Côn Đảo, Rạch Giá có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%. Đi Huế, Pleiku, Cần Thơ có tỷ lệ đặt chỗ trên 80% và các đường bay đến các điểm như Cam Ranh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, tỷ lệ này dao động từ 65 đến 77%. Vào ngày 29 tháng 4, ngày bắt đầu nghỉ lễ, ngoại trừ đường bay đến Đà Nẵng, thì các đường bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch như Đồng Hới, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Huế, Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cần Thơ, Côn Đảo đều có tỷ lệ đặt chỗ trên 90% và sắp xỉ 100% đối với các đường bay xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, các đường bay đi Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Côn đảo gần như đã lấp đầy trong ngày 29 tháng 4. Trong khi các đường bay đến Đà Nẵng, Hà Nội, Đồng Hới chỉ ở mức trung bình. Đối với ngày 28 tháng 4, ngoại trừ đường bay đi Tuy Hòa và Bình Định có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thì các đường bay đến các điểm du lịch khác chỉ ở mức 70 đến 80%. Ở chiều ngược lại, vào ngày 2 tháng 5, các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao trên 90% đến Hà Nội là Buôn Ma Thuật, Cà Mau, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới và đến thành phố Hồ Chí Minh là Phú Quốc, Tuy Hòa, Vân Đồn, Vinh. Đối với ngày mùng 3 tháng 5, cuối kỳ nghỉ lễ, tỷ lệ đặt chỗ trên 90% là các đường bay từ Buôn Ma Thuật, Tuy Hòa, Bình Định, Côn Đảo, Đồng Hới, Cà Mau đến Hà Nội và từ Chu Lai, Tuy Hòa, Bình Định, Vinh đến thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát giá vé một số trạng bay trên trang website bán vé của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy giá vé máy bay có sự giảm nhẹ khoảng 10 đến 15% so với trước đó 2 tuần trong ngày 29 tháng 4 và chiều ngược lại vào ngày mùng 3 tháng 5. Tuy nhiên mức giảm này chỉ ở một số giờ bay buổi tối hoặc trên các chặng còn nhiều chuyến bay chưa lấp đầy ghế. Một số chặng bay như Hà Nội Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc, Hà Nội Cam Ranh Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh Cam Ranh Nha Trang, Hà Nội Quy Nhơn, Hà Nội Tuy Hòa, Hà Nội Huế. Hà Nội, Đồng Hới. Và các trạng bay chiều ngược lại đã hết vé, hoặc giá vé vẫn ở mức tương đương, thậm chí tăng nhẹ so với trước đó 2 tuần đối với các chuyến bay còn lại. Theo Cục Hàng không, giá vé máy bay chỉ giảm mạnh từ 30% trở lên so với mức giá cũ đã được công bố vào các ngày trước, sau và trong dịp lễ như ngày 26, 27, 30 tháng 4 và mùng 1, mùng 2, mùng 4, mùng 5 tháng 5 trên toàn bộ các đường bay du lịch. Thưa quý vị, trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trở lại, trong đó đã có 2 ca tử vong sau gần 4 tháng, không có trường hợp tử vong. Trước tình hình trên, mới đây, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 thường xuyên, đặc biệt nên tuân thủ đeo khẩu trang khử khuẩn trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và dỗ tổ hùng vương sắp tới. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 có chiều hướng gia tăng trở lại, và đã ghi nhận 2 ca tử vong sau gần 4 tháng không có trường hợp tử vong nào. Trong đó có trường hợp có bệnh nền nhưng không tiêm mũi vaccine phòng COVID-19. Các biến thể phụ của Omicron xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đều là những biến thể phụ đã có mặt trên nhiều quốc gia trên thế giới và được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm cần được theo dõi. Hiện nay chưa có thông tin hay bằng chứng rõ ràng là biến thể phụ này làm tăng mức độ nặng của bệnh. Trước tình hình trên, Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm tiếp tục đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này chưa diễn biến tăng về số ca mắc. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Phan Trọng Lân cho hay, trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19 thời gian gần đây, các địa phương cần tăng cường giám sát trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ kéo dài, đặc biệt là sau vài năm đại dịch COVID-19, nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương cũng như du khách nước ngoài đến Việt Nam dự báo sẽ gia tăng. Như vậy, nguy cơ dịch bệnh sẽ gia tăng. Đặc biệt sau kỳ nghỉ lễ, khi người dân trở lại làm việc, công tác phòng chống dịch cần được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ hơn. Sau kỳ nghỉ lễ, các trường học bước vào kỳ thi, do đó ngành y tế các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành giáo dục đào tạo để đảm bảo sự an toàn phòng chống dịch trong nhà trường. Giáo sư Phan Trọng Lân đề nghị các viện Pasteur, viện vệ sinh dịch tễ khu vực cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành đã được phân công tăng cường giám sát, đánh giá thêm các ca nhập viện, ca nặng từ đó có dữ liệu để tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch, tiêm vaccine. Các cơ sở y tế cần tăng cường lấy mẫu, giải trình tự gen các mẫu ca bệnh để kịp thời có các thông tin về biến thể. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nêu rõ, Việt Nam tiêm vaccine cao, do đó vaccine vẫn có tác dụng trước biến thể Omicron. Tuy nhiên, đề nghị các địa phương công bố công khai, cập nhật các địa điểm tiêm vaccine để người dân dễ tiếp cận. Các địa phương cần quản lý tốt bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng và cơ sở khám chữa bệnh để giảm áp lực cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, người có bệnh nền khi mắc COVID-19. Các tỉnh thành phố cập nhật, đánh giá cấp độ dịch kịp thời để có những biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Lãnh đạo cục y tế dự phòng cũng lưu ý các địa phương tăng cường kiểm dịch y tế biên giới để phát hiện, xử lý kịp thời bệnh xâm nhập. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5, do ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam rãnh thấp bị nén và đẩy dần bởi bộ phận cao lạnh ở phía Bắc, nên thành phố Đà Nẵng sẽ có thời tiết ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 33 độ. Theo đó, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 5, do ảnh hưởng của rãnh thấp nối áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại, nên nền nhiệt độ tăng dần với nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 35 độ C. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Dự báo chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Khu vực Bắc Bộ, từ ngày 29 đến 30 tháng 4, ngày 29 tháng 4 có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Ngày 30 tháng 4 có mưa rào và rông rải rác. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực Trung Bộ, từ ngày 29 đến 30 tháng 4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Khu vực Hà Nội, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 4, ngày 29 tháng 4 có mưa rào và rông, có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to. Ngày 30 tháng 4 có lúc có mưa, mưa rào. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, đêm không mưa, ngày trời nắng, ít khả năng xảy ra nắng nóng, Khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, phổ biến ít mưa, ngày nắng, trưa và chiều trời nắng nóng. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa gửi công văn đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động ứng phó với mưa rông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ trong thời gian từ cuối tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5 theo như dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhằm giảm thiểu thiệt hại nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Theo đó, các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân, khách du lịch chủ động phòng tránh hiện tượng mưa rông kèm lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới. Đồng thời chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, ra soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, lưu ý những khu vực tập trung đông người, ven biển, trên các đảo, khu du lịch những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại